16. Thiền sư Ẩn Phong, tức Đặng Phong Ẩn. Sư họ Đặng, quê ở Thiền Võ, Phước Kiến. Trước sư đến tham vấn Mã Tổ mà chưa nhận được chỗ quyền ảo, sư lại đến Thạch Đầu đôi ba phen vẫn không thấy đạo. Lúc ở chỗ Thạch Đầu, sư hỏi: "Làm sao được hội đạo?" Thạch Đầu bảo: "Ta cũng chẳng hội đạo." "Cứu cánh thế nào?" "Người bị cái ấy bao dây rồi." Một hôm hòa thượng Thạch Đầu hớt cỏ, sư khoanh tay đứng bên trái. Thạch Đầu xoay nhanh chiếc kéo sang trước mặt sư, hớt một gốc cỏ. Sư thưa: "Hòa thượng chỉ hớt được cái ấy, không hớt được cái này." Thạch Đầu đưa chiếc kéo lên, sư nắm chiếc kéo, làm thế hớt. Thạch Đầu bảo: "Người chỉ hớt được cái này, không hớt được cái ấy." Sư không đáp được. Sau nơi Mã Tổ một câu nói, sư ngộ đạo. Một hôm, sư đẩy xe đất, Mã Tổ ngồi duỗi chân trên đường. Sư thưa: "Thỉnh thầy rút chân." Mã Tổ bảo: "Đã duỗi thì không rút, đã tiến thì không lùi." Sư bèn đẩy xe qua, cán chân Mã Tổ bị thương. Mã Tổ vào pháp đường, cầm chiếc búa gọi: "Vừa rồi, ai đẩy xe cán chân lão tăng bị thương, hãy ra đây." Sư bước ra đưa cổ trước mặt Mã Tổ. Mã Tổ liền dẹp búa. Sư đến chỗ Nam Tuyền Phổ Nguyện, thấy chúng tăng đang thẩm vấn. Nam Tuyền chỉ Tịnh Bình bảo: "Bình đồng, tức bình bằng đồng, là cảnh. Trong bình có nước, chẳng được động đến cảnh. Đem nước đến cho lão tăng." Sư bèn nắm Tịnh Bình đem đến trước mặt Nam Tuyền đổ nước. Nam Tuyền bèn thôi. Sư đến Quy Sơn vào nhà tăng, cởi y bát bỏ chỗ thượng tọa. Quy Sơn nghe sư thúc đến, sửa soạn oai nghi vào nhà tăng chào. Sư thấy Quy Sơn đến, bèn làm thế nằm ngủ. Quy Sơn trở về phương trượng. Sư ra đi dây lâu, Quy Sơn hỏi thị giả: "Sư thúc còn đó chăng?" Thị giả thưa: "Đã đi." "Khi đi có nói lời gì chăng?" "Không nói lời nào." "Chớ nói không nói lời nào, tiếng kia gian như sấm." Sư mùa đông ở Hoành Nhạc, mùa hạ dừng nơi Thanh Lương, đời đường khoảng niên hiệu Nguyên Hòa, 806-821 Tây Lịch. Sư định lên Ngũ Đài Sơn, đi đường đến Hoài Tây gặp Ngô Nguyên Tế khởi binh chống triều đình. Quân hai bên đang đánh nhau, chưa phân hơn thua. Sư nghĩ, ta phải cứu nạn này. Bèn ném tích trượng trong hư không, phi thân bay qua. Tướng sĩ hai bên trông thấy, tâm tranh đấu dứt sạch, liền rút quân. Sư đã dùng phép lạ, ngại lầm mê hoặc quần chúng. Bèn vào Ngũ Đài Sơn nơi hang Kim Cang thị tịch. Trước khi thị tịch, sư hỏi chúng: "Tôi thường thấy các vị tiền bối khi tịch hoặc ngồi hoặc nằm, có vị nào đứng tịch chăng?" Chúng thưa: "Có." Sư hỏi: "Có vị nào lộn ngược tịch chăng?" "Chưa từng thấy." Sư bèn lộn ngược mà tịch, nhưng y phục vẫn nguyên vẹn như đứng. Chúng định để vào trong áo quan trà tỳ mà xô không lung lay. Dân chúng xa gần đồn đãi nhau kéo đến xem đông vô số. Sư có người em gái xuất gia làm ni cũng có mặt tại đây. Cô ni ấy nắm thân sư mà trách: "Lão huynh ngày trước chẳng giữ luật, khi chết lại làm mê hoặc người." Trách xong, cô xô một cái thân sư ngã xuống. Chúng đem trà tỳ lấy xá lợi. 17. Thiền sư Huệ Tạng, tức Thạch Củng. Lúc còn tại gia, sư chuyên nghề săn bắn, không thích gặp các nhà tu. Một hôm, nhân đuổi bầy nai chạy qua trước am Mã Tổ, gặp Mã Tổ đứng trước, sư hỏi: "Hòa thượng thấy bầy nai chạy qua đây chăng?" Mã Tổ hỏi lại: "Chú là người gì?" "Thợ săn." "Chú bắn giỏi không?" "Bắn giỏi." "Một mũi tên chú bắn được mấy con?" "Một mũi tên bắn được một con." "Chú bắn không giỏi." "Hòa thượng bắn giỏi không?" "Bắn giỏi." "Một mũi tên hòa thượng bắn được mấy con?" "Một mũi tên bắn được một bầy."
sinh mạng chúng nó đâu nên bắn một bầy. Chú đã biết như thế, sao không tự bắn? Nếu dạy tôi bắn, tức không có chỗ hạ thủ. Chú này phiền não vô minh nhiều kiếp, ngày nay chóng dứt. Ngay khi đó, sư ném cung bẻ tên, tự lấy dao cạo tóc, theo Mã Tổ xuất gia. Một hôm sư làm việc ở nhà trù, Mã Tổ xuống hỏi: "Làm việc gì?" Sư thưa: "Chăn trâu." "Làm sao chăn?" "Một khi vào cỏ, bèn nắm mũi kéo lại." "Con thật là chăn trâu." Sư cùng Trí Tạng, tức Tây Đường, đi dạo chơi. Sư hỏi Trí Tạng: "Sư đệ biết bắt hư không chăng?" Trí Tạng đáp: "Biết bắt." "Làm sao bắt được?" Trí Tạng lấy tay chụp hư không. Sư bảo: "Làm thế ấy đâu bắt được hư không." "Sư huynh làm sao bắt được?" Sư liền nắm mũi Trí Tạng kéo mạnh. Trí Tạng đau quá la: "Giết chết lỗ mũi người ta, buông ngay." Sư bảo: "Phải làm như thế mới bắt được hư không." Trí Tạng về đến khuya mới nhận ra ý chỉ ấy. Về sau sư trụ trì thường dùng cung tên để tiếp đầu lường. Chúng tăng đến tham vấn, sư hỏi: "Vừa rồi ở chỗ nào?" Vị tăng thưa: "Ở." "Ở chỗ nào?" Tăng khẩy móng tay một tiếng: "Đến lễ bái sư." Sư hỏi: "Đem được cái này lên chăng?" "Đem được." "Ở chỗ nào?" Tăng khẩy móng tay ba tiếng hỏi sư: "Thế nào khỏi được sinh tử?" "Dùng khỏi làm gì?" "Thế nào khỏi được?" "Đến ấy không sinh tử." Không hiểu sư tịch lúc nào và ở đâu. 18. Thiền sư Trí Tạng, tức Tây Đường, 735-814. Sư họ Liệu, quê ở Kiến Hóa, xuất gia lúc 8 tuổi, 25 tuổi thọ giới cụ túc. Con thầy tướng thấy tướng sư nói: "Thầy cốt cách phi phàm, sẽ làm phụ tá cho vị Pháp Vương." Sư tìm đến tham vấn Mã Tổ, được Mã Tổ chấp nhận chỉ dạy. Sư đồng nhập thất với thiền sư Hoài Hải, vân vân, cũng đồng được ấn ký. Mã Tổ sai sư đến Trường An dâng thư cho quốc sư Huệ Trung. Quốc sư hỏi: "Thầy ngươi nói pháp gì?" Sư từ bên đông sang bên tây đứng. Quốc sư hỏi: "Chỉ cái ấy hay còn gì khác?" Sư trở lại bên đông đứng. Quốc sư bảo: "Cái đó là của Mã sư, còn ngươi thế nào?" Sư thưa: "Đã trình tương tự với hòa thượng." Mã Tổ hỏi sư: "Sao con chẳng xem kinh?" Sư thưa: "Kinh đâu có khác. Tuy nhiên như thế, song con vì sao vì người cần phải xem? Con bệnh cần phải trị dưỡng, đâu dám nói gì người. Con lúc lớn tuổi sẽ làm Phật Pháp hưng thịnh ở đời." Sau khi Mã Tổ tịch, chúng thỉnh sư khai đường giáo hóa nhằm năm thứ bảy niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, 791 Tây Lịch. Thượng thơ Lý Tường thường hỏi tăng chúng: "Mã Tổ có dạy pháp gì?" Tăng chúng đáp: "Hoặc nói tức tâm tức Phật, hoặc nói phi tâm phi Phật." Lý Tường nói: "Đều qua bên này." Lý Tường đến hỏi sư: "Mã Tổ có dạy pháp gì?" Sư gọi: "Lý Tường." Lý Tường đáp: "Dạ." Sư bảo: "Gốc trống động." Sư thượng đường dạy chúng: "Nhân quả rõ ràng, phải làm sao, phải làm sao?" Có vị tăng bước ra, lấy tay bươi dưới đất. Sư hỏi: "Làm gì?" Tăng thưa: "Cứu nhau, cứu nhau." Sư bảo: "Đại chúng, vị tăng này vẫn còn chút ít so sánh." Vị tăng ấy phủi áo chạy đi. Sư bảo: "Trùng trong thân sư tử, tự ăn thịt sư tử." Có người thế tục đến hỏi sư: "Có thiên đường, có địa ngục chăng?" Sư đáp: "Có." "Có Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo chăng?" "Có." Người ấy hỏi nhiều vấn đề nữa, sư đều đáp có. Người ấy thưa: "Hòa thượng nói thế e lầm chăng?"
ông đã hỏi vị tôn túc nào rồi mới đến đây chăng? Con đã hỏi Hòa Thượng Cảnh Sơn. Hòa Thượng Cảnh Sơn nói với ông thế nào? Ngài nói tất cả đều không. Ông có vợ chăng? Có. Hòa Thượng Cảnh Sơn có vợ chăng? Không. Hòa Thượng Cảnh Sơn nói không là phải. Người ấy lễ tạ lui ra. Niên hiệu Nguyên Hòa, năm thứ 9, 814 Tây Lịch, ngày mùng 8 tháng 4, sư Quy Tịch, thọ 80 tuổi. Vua Hiến Tông sắc ban hiệu là Đại Tuyên Giáo Thiền Sư. Pháp hiệu Nguyên Hòa Chứng Chơn. 19. Thiền Sư Trí Thường, tức Quy Tông. Lúc còn tại gia, không rõ danh tánh và quê quán ở đâu, người ta chỉ biết sư đến tham vấn Mã Tổ, được đại ngộ. Sau từ giả Mã Tổ, sư đi tìm nơi an trụ. Lúc sư ra đi, đồng thời với sư Phổ Nguyện, Trí Kiên, vân vân. Sau, sư an trụ tại chùa Quy Tông ở Lô Sơn. Sư thượng đường dạy chúng. Các bậc cổ đức từ trước không phải chẳng hiểu biết, các ngài là bậc cao thượng, chẳng đồng hạng thường. Người thời nay không thể tự thành tự lập, để tháng ngày qua xuân. Các ngươi chớ lầm dụng tâm, không ai chế ngược được ngươi, cũng không có chỗ ngươi dụng tâm. Chớ đến người khác tìm, từ trước chỉ nương người khác mà hiểu, nói ra đều kẹt, ánh sáng không thấy suốt, chỉ vì trước mắt có vật. Có vị tăng hỏi, thế nào là quyền chỉ? Sư đáp, không người hay hội. Người hướng về thì sao? Có hướng tức trái. Người chẳng hướng về thì sao? Ai cầu quyền chỉ? Đi, không có chỗ ngươi dụng tâm. Đâu không có cửa phương tiện khiến học nhân được vào? Quan âm sức diệu trí hay cứu khổ thế gian? Thế nào là sức diệu trí quan âm? Sư gõ cái đỉnh ba tiếng, hỏi, ngươi nghe chăng? Nghe. Sao ta chẳng nghe? Tăng không đáp được. Sư cầm gậy đuổi ra. Đại ngu đến từ biệt sư. Sư hỏi, đi đâu? Đi các nơi học ngũ vị thiền. Các nơi có ngũ vị thiền, ta trong ấy chỉ có nhất vị thiền. Thế nào là nhất vị thiền? Sư liền đánh. Đại ngu bỗng nhiên đại ngộ, thưa, ngưng, con hỏi rồi. Nói. Đại ngu vừa nghĩ vừa trả lời. Sư lại đánh đuổi ra. Sau đại ngu đến Hoàng Bá, đem việc này thuật lại. Hoàng Bá thượng đường dạy chúng. Mã đại sư sinh ra 84 vị thiện tri thức. Hỏi đến cái tiêu chảy đầy đất chỉ có Quy Tông. Sư vào giường hái rau, bèn vẽ một vòng tròn quanh bụi rau, bảo chúng, không được động đến cái này. Toàn chúng đều không dám động. Dây lâu, sư lại đem đến xem bụi rau, thấy còn nguyên. Sư bèn cầm gậy đuổi chúng tăng và bảo, cả bọn mà không có một người trí huệ. Dân nham đến tham vấn, sư làm thế kéo cung. Dân nham dây lâu mới làm thế rút kiếm. Sư bảo, sao đến rất chậm. Có vị tăng đến từ giả. Sư bảo, lại gần đây, ta vì ngươi nói Phật Pháp. Tăng đến gần. Sư bảo, các ngươi trọn còn diệt, ngươi khi khác lại đến, trong ấy không người biết ngươi. Trời lạnh trên đường, khéo mà đi. Sư thượng đường bảo, nay tôi muốn nói thiền, các ngươi tất cả lại gần đây. Đại chúng tiến đến gần. Sư bảo, các ngươi nghe hạnh Quan Âm khéo hiện các nơi chốn. Tăng hỏi, thế nào là hạnh Quan Âm? Sư khẩy móng tay hỏi, các ngươi có nghe chăng? Nghe. Một bọn hướng trong ấy tìm cái gì? Sư cầm gậy đuổi ra rồi cười lớn, vào phương trượng. Thích Sử Giang Châu là Lý Bột đến hỏi sư, trong kinh nói hạt cải để trong núi tu di. Bột không nghi, lại nói,
núi Tu Di để trong hạt cải, phải là nói dối chăng? Sư Gạn hỏi, người ta đồng sử quân đọc hết muôn quyển sách phải chăng? Đúng vậy. Rồi từ đầu đến chân bằng cây dừa lớn, muôn quyển sách để chỗ nào? Lý Bột cúi đầu lặng thinh. Sư có làm bài tụng: Quy tông sự lý tuyệt, nhật luân chánh đương ngọ, tự tại như sư tử, bất giữ vật y cổ, độc bộ tứ sơn đảnh, ưu du tam đại lộ, khiếm khư phi cầm trụy, tần thân chúng tà bố, cơ thụ tiễn dị cập, ảnh một thủ nan phú, thi trương nhược công kỹ, tài tiễn như xích đồ, xảo lũ dạng ban danh, quy tông thường tổ thổ, ngữ mặt âm thanh tuyệt, chỉ diệu tình nan thố, khí cá nhân hoàn quy, thủ cá nhĩ quần cổ, nhất thóc phá tam quan, phân minh tiền hậu lộ, khả lân đại trượng phu, tiên thiên di tâm tổ. Dịch: Quy tông sự lý bậc, mặt trời đứng giữa trưa, tự tại như sư tử, chẳng tựa nương nơi vật, riêng lên chót bốn núi, dạo chơi ba đường lớn, tiếng gầm chim thú rớt, hầm hừ bọn tà kinh, mái dựng tên dễ đến, bóng lặng tai khó che, bày ra giường thợ khéo, cắt xén tựa thước đo, chạm khéo muôn thứ tên, quy tông lại giống đất, nói nín tiếng tâm chức, diệu chỉ tình khó dò, bỏ mắt kia thành điếc, lấy tai nọ thành mù, một dùi phủng ba cổng, rõ ràng đường tên sao, đáng thương đại trượng phu, tiên thiên là tâm tổ. Sau khi sư tịch, Du Ban sắc hiệu là Chí Chơn Thiền Sư. 20. Thiền sư Pháp Thường, tức Đại Mai. 752-839. Sư họ Trịnh, quê ở Tương Dương, lúc nhỏ xuất gia theo thầy ở chùa Ngọc Tuyền, Kinh Châu. Ban sơ đến tham vấn Mã Tổ, sư hỏi: Thế nào là Phật? Mã Tổ đáp: Tức tâm là Phật. Sư liền đại ngộ. Đời Đường khoảng niên hiệu Trinh Nguyên, 785-805 Tây Lịch. Sư đến núi Đại Mai, cách xa huyện Ngân 70 dặm, kết cỏ làm am, ở ẩn trong rừng mai. Trong hội Diêm Quang, tức chỗ giáo hóa của thiền sư Tề An, có vị tăng vào núi tìm cây gậy, lạc đường đến am sư. Vị tăng hỏi: Hòa thượng ở núi này được bao lâu? Sư đáp: Chỉ thấy bốn núi xanh lại già. Ra núi đi đường nào? Đi theo dòng suối. Vị tăng về thuật lại cho thiền sư Tề An nghe. Tề An nói: Ta hồi ở chỗ Mã Tổ từng thấy một vị tăng, sau này không biết tin tức gì, có phải là vị tăng này chăng? Tề An bèn sai vị tăng ấy đi thỉnh sư xuống núi. Sư có bài kệ đáp: Tồi tàn khô mọc ỷ hàng lâm, kỷ độ phùng xuân bất biến tâm, tiều khách ngộ chi du bất cố, dĩnh nhân na đắc khổ truy tầm. Dịch: Cây khô gãy mục tựa rừng xanh, mấy độ xuân về chẳng đổi lòng, tiều phu trông thấy nào đói nghỉ, dĩnh khách thôi thì chớ kiếm tìm. Mã Tổ nghe sư ở núi, bèn sai một vị tăng đến thăm dò. Tăng đến hỏi sư: Hòa thượng gặp Mã Tổ đã được cái gì về ở núi này? Sư đáp: Mã Tổ nói với tôi, tức tâm là Phật, tôi bèn đến ở núi này. Gần đây Mã Tổ lại nói, phi tâm phi Phật, ông già mê hoặc người chưa có ngày xong. Mặt ông phi tâm phi Phật, tôi chỉ biết tức tâm là Phật. Vị tăng trở về thưa lại Mã Tổ những lời sư nói. Mã Tổ nói với đại chúng: Đại chúng, trái mai đã chín. Từ đây, nhiều vị thiền khách đến tham vấn sư. Cư sĩ Long Uẩn muốn thí nghiệm sư, tìm đến phỏng vấn,
Vừa gặp sư, ông liền hỏi: "Nghe danh đại mai đã lâu, chẳng biết trái mai đã chín chưa?" Sư đáp: "Chín, ông nhầm chỗ nào cắn, trăm mảnh vụn vặt." Sư duỗi tay bảo: "Trả hạt trái cho ta." Cư sĩ im lặng. Sư thượng đường dạy chúng: "Tất cả các ngươi, mỗi người tự xoay tâm lại tận nơi gốc, chớ theo ngọn của nó. Chỉ được gốc thì ngọn tự đến. Nếu muốn biết gốc, cần rõ tâm mình. Tâm này nguyên là cội gốc tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm sinh thì các thứ pháp sinh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt. Tâm chẳng tựa tất cả thiện ác, mà sinh muôn pháp vốn tự như như." Giáp Sơn cùng Đình Sơn đồng đi đường cùng, nói chuyện với nhau. Đình Sơn nói: "Trong sinh tử, không Phật tức phi sinh tử." Giáp Sơn nói: "Trong sinh tử, có Phật tức chẳng mê sinh tử." Hai người lên núi lễ vấn sư. Giáp Sơn đem câu nói của hai người thuật lại sư nghe và hỏi sư: "Chưa biết chỗ thấy của hai người ai được thân, tức gần gũi?" Sư bảo: "Một thân một sơ." "Ai được thân?" "Hãy đi sáng mai lại." Sáng hôm sau, Giáp Sơn lại đến hỏi sư. Sư bảo: "Người thân thì chẳng hỏi, người hỏi thì chẳng thân." Bên núi Đại Mai có một pho đá, tương truyền là chỗ để thuốc của thần tiên. Một đêm, sư nằm mộng thấy có thần nhân đến bảo: "Thầy không phải phàm phu, trong pho đá đó có quyển sách thánh, người nhận được là chủ cõi này, chẳng thế cũng là bậc đế vương." Ngay trong mộng sư đáp: "Xưa tăng trù không màng đến kinh tiên thì quyển kinh ấy tự mất, tôi lấy niết bàn tự vui, tuổi thọ kia đâu thể cùng trời đồng ư?" Thần nói: "Đất này là linh phủ, người thế tục ở đây liền sinh tai biến." Sư bảo: "Tôi tạm ẩn nơi làng Mai Quý, chẳng phải chiếm lâu." Chợt một hôm, sư gọi đồ chúng đến bảo: "Đến không thể kềm, đi không thể tiệp." Sư thản nhiên lặng lẽ, nghe tiếng chuột kêu. Sư lại hỏi: "Tức vật này không phải vật khác, các người phải khéo gìn giữ. Này, ta đi đây." Nói xong, sư thì tịch, thọ 88 tuổi. Phụ, sau này thiền sư Trí Giác có làm bài thơ Duyên Thọ rằng: "Sư sơ đắc đạo, tức tâm thị Phật, tối hậu thị đồ, vật phi tha vật, cùng dạng pháp nguyên, triệt thiên thánh cốt, chân hóa bất di, hà phòng xuất một." Dịch: "Sư mới được đạo, tức tâm là Phật, rốt sao dạy chúng, vật chẳng vật khác, tột nguồn muôn pháp, thấu xương muôn thánh, quá thật chẳng dời, ngại gì còn mất."